động sản Cần Giuộc Long An mến chào quý cô chú, anh chị, các nhà đầu tư. Lời nói đầu tiên, cho em gửi lời chúc tất cả thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả đã luôn theo dõi ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Ở đây có một căn nhà lầu đường xe tải vừa hoàn thiện luôn quý anh chị. Trước màn hình quý vị đang xem là hướng này ra ngã ba Tân Kim, quốc lộ 50 ngay quý anh chị. Còn đây, đây là căn nhà em giới thiệu cho quý anh chị nha. Nhà mới đẹp 100%, được xây dựng kiên cố nghe quý anh chị. Nhà mình có sân trước mình đậu xe luôn nghe quý anh chị. Diện tích căn nhà này là ngang 5m7, dài 21 nghe quý anh chị. Đây bên hông nhà mình có cái lối đi riêng nè quý anh chị. Cửa thì được chủ nhà làm một cửa sắt sơn tĩnh điện chắc chắn nha quý anh chị. Tường cổng hàng rào được xây dựng kiên cố nha. Đây là một phòng khách nè, một phòng khách lớn. Hai bên tường là ốp gạch men hết nè, toàn bộ này quý anh chị. Đây phần trên là phần thạch cao nguyên khối nha. Được chủ nhà lắp đèn pha lê cực kỳ đẹp nha quý anh chị. Đường xe tải vô tới nhà luôn nha quý anh chị. Đây là cầu thang lên lầu 1, được chủ nhà ốp kiến cường lực 10 ly ha, tay cầm bằng gỗ và đá hoa cương nghe quý anh chị. Tầng trệt mình có một phòng ngủ nè. Đây là một không gian bếp, bếp gỗ gồm có 2 tầng, tầng trên và tầng dưới nghe quý anh chị. Căn nhà này sổ hồn riêng pháp lý rõ ràng, có giấy phép xây dựng đầy đủ nha quý anh chị. Đây là toilet. Nhà mình có sân sau nha. Mình giờ mình tiến lên lầu 1 nha quý anh chị. Căn nhà mình là nằm hướng đông nam nha quý anh chị, đông nam. Đây là lầu 1 nè. Đó, toàn bộ là tầng trệt và lầu 1 là tường là ốp gạch men hết toàn bộ này quý anh chị. Nhà mới cực kỳ đẹp nha, vừa hoàn thiện luôn. Anh chị nào muốn sở hữu căn nhà đẹp này, xin liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Lầu 1 là một toilet nè quý anh chị. Phòng ngủ. Đây là một phòng ngủ nè. Kế tiếp, hai phòng ngủ nè. Đây là ban công ở phía sau nhà nha quý anh chị. Kế tiếp thêm một phòng ngủ lớn nha. Tầng lầu 1 của mình là 3 phòng ngủ. Tầng trệt một phòng ngủ nữa. Căn nhà này được thiết kế là gồm 4 phòng ngủ và 2 toilet nha. Có sân trước luôn, mình đậu xe. Phòng khách lớn luôn, bếp, sân sau luôn. Ngang 5m7, dài 21, sổ hồn riêng, pháp lý rõ ràng. Có giấy phép xây dựng cho quý anh chị luôn nha. Đây, nhà mình có ban công nè, quý anh chị. Giá bán là 2 tỷ 850 triệu đồng nha. Đường xe tải vô tới nhà luôn nha quý anh chị. Căn nhà này mình giáp ranh với Bình Chánh nha quý anh chị. Hưng Long Bình Chánh nha. Đây con đường này đường xe tải quý vị anh chị chạy một thẳng 100m là ra tập đoàn 2. Quý anh chị đi thẳng rẽ phải là ra ngã ba Tân Kim quốc lộ 50, mình đi thẳng là về giáp ranh với Hưng Long Bình Chánh nha quý anh chị. Quý anh chị nào muốn sở hữu căn nhà này xin liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị
luôn theo dõi ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua nha. Em xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.